là hôm nay có một cái tiết mục đặc biệt tặng cho Bố Là Tất Cả với hàng triệu khán giả đang xem TV. Nếu như vậy thì khoai sẵn đây hỏi luôn là Huy ơi, ở nhà là con một hay là mình có em rồi nè? Dạ, con có một mình. À, có một mình. Rồi, vậy thì ngày hôm nay là Huy sẽ gửi đến cho mẹ đúng không nào, khán giả, và bé Thục An cũng sẽ gửi cho anh hai của mình và mẹ đang xem ở nhà. Nhưng mà là hai tụi con biểu diễn riêng hay là cùng chung với nhau luôn? Dạ, cùng chung. À, cùng chung với nhau luôn. Rồi, vậy thì bây giờ xin mời anh Phúc giới thiệu ạ. Thưa quý vị, thưa bà con chòm sống, cô bác hai bên họ hàng thân mến, chúng ta sẽ cùng đến một tiết mục đặc biệt từ hai nhà của hai bố, đó là bố Hoàng và bố Phúc. Hai phần biểu diễn của hai nghệ sĩ trẻ đó là bé Huy và bé An. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn hai đứa con đã có một tiết mục phải nói rất đáng yêu, rất nhẹ nhàng đã gửi tới cho chương trình Bố Là Tất Cả.